chị Hoàng Thị Bích Ngọc, giáo viên tổng phụ trách đội, bí thư chi đoàn trường trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Sinh năm 1978, tốt nghiệp khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Năm 1999, chị Ngọc được phân công về công tác tại trường trung học cơ sở xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Chị được ban giám hiệu phân công làm tổng phụ trách đội, bí thư chi đoàn. Trong những năm công tác tại đây, chị không ngừng phấn đấu học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng hoạt động đội, tham gia tích cực và có hiệu quả các phong trào của đoàn, đội. Chị được tín nhiệm bầu vào ban thường vụ đoàn xã Gia Trấn, ủy viên ban chấp hành huyện đoàn Gia Viễn, phụ trách công tác đội khối trung học cơ sở của toàn huyện. Năm 2004, chị Hoàng Thị Bích Ngọc được chuyển công tác về trường trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, làm bí thư chi đoàn, tổng phụ trách đội. Với những kinh nghiệm sẵn có, chị đã từng bước đưa công tác đội và phong trào thiếu nhi của liên đội ngày một đi lên. Không chỉ giúp liên đội hoạt động tích cực, hiệu quả các phong trào vì đàn em thân yêu, uống nước nhớ nguồn, kế hoạch nhỏ, các hoạt động nhân đạo, xây dựng quỹ vì bạn nghèo, v.v. Chị còn đưa ra nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm có giá trị như giáo dục truyền thống yêu nước thông qua chương trình Em yêu biển đảo quê hương, một số biện pháp nâng cao vai trò công tác đội trong trường trung học cơ sở, đọc và làm theo báo đội, v.v. Với suy nghĩ muốn đội viên tích cực tham gia vào các phong trào mình đề ra thì trước hết, người tổng phụ trách cần tìm hiểu tâm lý của đội viên để các em thật thoải mái, không gượng ép khi tham gia các hoạt động đội. Có như thế thì mới thu hút được đông đảo học sinh tham gia. Chị Hoàng Thị Bích Ngọc luôn sát cánh cùng đội viên, tận tình hướng dẫn các em trong mọi hoạt động đội. Song song với việc tổ chức tốt các hoạt động, chị còn tích cực làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của hội đồng đội cấp trên, của cấp ủy, ban giám hiệu, các đoàn thể trong và ngoài nhà trường, quan tâm tới hoạt động của liên đội. Chính vì thế, liên đội chị phụ trách, nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị dẫn đầu công tác đội của toàn huyện. Liên đội xuất sắc cấp tỉnh được Trung ương đoàn tặng bằng khen. Với niềm say mê công tác đoàn, đội, chị đã nỗ lực không ngừng và đạt nhiều thành tích. Năm 2004, chị đạt giải nhì trong kỳ thi giáo viên phụ trách đội giỏi cấp huyện và đạt giải ba trong kỳ thi cấp tỉnh. Năm 2007, chị được Trung ương đoàn tặng huy hiệu phụ trách đội giỏi. 3 năm liền chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư tặng giấy khen, được tỉnh đoàn, Trung ương đoàn tặng bằng khen. Năm 2014, chị Hoàng Thị Bích Ngọc được Hội đồng đội huyện Hoa Lư, Hội đồng đội Ninh Bình đề cử là giáo viên tổng phụ trách đội giỏi, giới thiệu với Hội đồng đội các cấp, xét trao giải cánh én hồng, phần thưởng cao quý của Hội đồng đội Trung ương.